Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tả bài chung có chủ đề họ nhận ra bài học gì hoặc là cuộc sống của họ như thế nào sau khi họ đối xử với bạn như vậy. Có nghĩa là cái tả bài này hướng tới một cái năng lượng là có một người, một nhân vật, một đối tượng nào đấy đối xử với bạn về mặt tình cảm này, công việc này. Nghĩa là những gọi là vấn đề mở mà các bạn có thể tự cảm thấy mình đang gặp một cái vấn đề giống như là Huyền Thư đang diễn đạt, thì các bạn có thể nghe trải bài này. Có nghĩa là chúng ta sẽ xem là sau khi họ đối xử với bạn như thế thì họ nghĩ gì, cuộc sống của họ như thế nào, họ nhận ra bài học gì, đại ý là như vậy. Và sau khi trải bài xong thì mình sẽ đặt cái câu hỏi, đặt cái nhan đề phù hợp với trải bài nhé. Mình không đặt ở trước ba hay bốn câu hỏi nữa, bởi vì là một số người theo kiểu ngại ngay từ đầu nhìn thấy bốn tụ bài mà lại không có cái chọn tụ, cho nên là cứ thắc mắc, cho nên là mình chỉ đặt một tụ bài thôi. Đây là một trả bài không chọn tụ bài nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái sự việc nó như thế nào. Câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể gọi đó là sự việc. Đó, sự việc này nó như thế nào. Mình có cảm giác như là cái nhân vật này mình là nam hay nữ không, không qua không biết, không không là nam hay nữ, có thể là nam có thể là nữ. Bởi vì các bạn chú ý thế này này, nếu là nam thì cái nhân vật liên quan đến họ là Queen of Wands, nếu là nữ thì cái nhân vật Queen of Wands này chính là người thứ ba. Các bạn có hiểu ý mình nói không ạ? Mình thấy có một câu chuyện thế này này, có một người mà họ đang vướng mắc với một người nữ, nếu họ là nam thì họ vướng mắc với người nữ, họ chính là người này. Còn nếu như họ là nữ thì có nghĩa là họ vướng mắc đến hai người này. Đây là một cặp đôi đó, và họ là một người quan sát đấy bạn, mà họ là Queen of Cups này đấy, bạn hiểu không ạ? Vậy thì các bạn có thể nghe nhé, mình thấy một câu chuyện như thế này, có một người họ vướng mắc, họ gọi là sự dính mắc đi. Đấy có nghĩa là Queen of Wands là có nghĩa là đây là mối quan hệ mà đã kết thúc rồi, năng lượng The Tower, năng lượng của sáu kiếm là đã kết thúc rồi, đáng lẽ phải đi ra khỏi mối quan hệ đó và kết thúc mối quan hệ này để bắt đầu một mối quan hệ mới, tìm được một người phù hợp cho mình trong năng lượng của sáu cốc rồi, nhưng họ lại không làm được. Năng lượng của chất mân là cần phải thay đổi, cần phải giải phóng, nhưng mà họ cứ theo kiểu một cái chuyến đi ngược dòng ấy, rất khó để mà thoát khỏi cái năng lượng này. Và họ cứ nhìn sâu, họ cứ nhìn về phía cô gái đấy và họ nghĩ rằng là liệu còn có thể gặp lại được hay không. Năng lượng của Queen of Cups ở đây đó chính là trong lòng họ cứ ôm giữ và họ rất khó để mà thoát ra. Năng lượng của bảy gậy là cứ phải chiến đấu ấy, sáu cái gậy chiến đấu ấy, một cái gậy chiến đấu với sáu cái gậy, nghĩa là sức lực của họ thì mỏng mà những cái mà họ cần phải vượt qua thì lớn, mà nó chỉ liên quan đến cái bám chấp vào tình cảm này thôi. Và vì thế họ cứ rơi vào cái vòng này, The World là cái vòng luẩn quẩn này, không có một lối thoát. Thì đây là một người mà mình cái trả bài của chúng ta đang đặt ra một câu hỏi, đó chính là cái việc gọi là sao họ đối xử với bạn như thế nào, tại sao họ đối xử với bạn như thế và sau đó thì họ như thế nào. Thì mình nghĩ rằng bạn liên quan đến một cái đối tượng này đó, mình thấy trong trả bài là như thế. Thì một là bạn liên quan đến người nam này, hai là bạn liên quan đến một nhân vật mà có thể đây là chồng, đây là vợ của họ, hoặc đây là người yêu, còn đây là cái người mà họ mà cái người đó yêu và họ tìm đến bạn để nhờ bạn giải quyết. Ví dụ bạn là một reader tarot chẳng hạn, thì họ đến để họ nhờ bạn giải quyết đó. Mình thấy có một cái năng lượng này nhá, một cái năng lượng mà họ nhờ bạn giải quyết, hoặc là bạn liên quan như thế nào đấy. Bởi vì trong đài bài chung thì mình rất khó để đọc, mình chỉ thấy một câu chuyện như thế thôi. Hoặc là bạn chính là cái người mà bạn yêu họ, sau đấy thì bạn yêu một cái người nam mà người nam liên quan đến người nữ đó. Ở đây có ba nhân vật là Queen of Wands, King of Wands và Queen of Cups. Thì có nghĩa là một là bạn đến nhờ một reader tarot, ví dụ như mình chẳng hạn, hoặc một nhà tư vấn chẳng hạn, hoặc là liên quan đến bệnh gì đó, gặp một bác sĩ chẳng hạn, hoặc liên quan đến việc mua bán nào đó. Cứ là nghĩa là các bạn tự mình giải phóng, nhưng mà tự mình giải quyết, nhưng mà mình thấy sâu nhiều hơn là bạn chính là người trong cuộc. Có nghĩa là đây là một mối quan hệ ba người nhá. Đấy, rồi bây giờ mình xem là vậy thì sau khi mà nó phải diễn ra một cái việc là sau khi liên quan đến cái việc đấy thì họ đối xử với bạn như thế nào đấy không đúng, làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương, bị họ lừa theo kiểu dối lừa này, bày trò này đấy, theo kiểu như thế. Nghĩa là cái đại bài này nó hướng tới cái năng lượng đó nhá. Rồi bây giờ bạn thử xem là giống như là tạo ra một cái năng lượng xấu ấy, tạo ra một cái việc xấu ấy. Ví dụ như là họ nhờ liên quan mà họ nhờ bạn giải quyết, hoặc là thậm chí có cả những việc mà nhờ đi đánh ghen, hoặc là nhờ theo kiểu làm thuyết khách gì đấy đấy, nhưng mà sau khi xong việc thì họ phủi luôn đấy, theo kiểu như thế. Thì bạn vậy thì sau cái việc đó, sau khi xảy ra việc đó thì cuộc sống của họ như thế nào?
Các bạn ạ, trên đời này nhân quả nó mang một cái năng lượng này. Nếu mình mà dùng cái từ là nhân quả kỳ diệu lắm ấy thì người ta sẽ cho là mình hà hê. Ví dụ như là thấy một người gặp nhân quả xấu mà mình nói như thế thì là mình hà hê, nhưng thực sự nó là như vậy. Ví dụ bạn cứ tưởng tượng như là một người bị bệnh nhá, đấy, xong đến nhờ một bác sĩ chữa bệnh đó, xong bác sĩ đây là một cái người mà có uy tín chẳng hạn, thì ông ấy bảo rằng là thôi cứ chữa bệnh đi, khi nào mà hết bệnh thì trả tiền cho tôi cũng được. Thì gặp một cái người tham ấy, nảy sinh cái lòng tham, thì sau khi khỏi bệnh xong nghĩ là theo kiểu một là trong lòng hoài nghi rằng là chưa chắc ông đã chữa khỏi bệnh cho tôi, mà vô tình bạn phải hiểu một cái điều là chính cái suy nghĩ đấy hấp dẫn cái điều ấy đến, bởi vì ai nghiên cứu về luật hấp dẫn, về năng lượng đấy, về tần số rung động thì các bạn sẽ hiểu cái điều này. Bởi vì trong lòng hoài nghi cho nên bệnh không khỏi, và bệnh không khỏi thì nghĩ là vậy thì tôi chả việc gì tôi phải trả tiền cho ông nữa đấy, theo kiểu như thế. Trong khi nguyên tắc là bạn phải trả tiền cho người ta. Bạn có biết cái việc là tại sao người ta yêu cầu mình trả tiền trước không? Nếu mà về mặt tâm linh ấy, là khi bạn bạn trả tiền cho người ta thì bạn phải như thế nào đấy để cái số tiền bạn bỏ ra nó phải xứng đáng, đúng không? Còn khi mà bạn chưa chịu bỏ tiền ra thì bạn luôn trong một tư thế là tôi làm cũng được, không làm cũng được. Cái đó là nguyên tắc tại sao bạn phải trả tiền trước trong một số vấn đề. Vậy thì khi mà bạn trả tiền trước thì bạn nghĩ rằng là bây giờ mình bỏ cái tiền đấy ra để mình được chữa được bệnh, để mình tìm kiếm được thông tin gì đấy, thì mình phải đặt niềm tin vào nó. Nghĩa là cái tâm thế giữa cái việc là trả tiền trước và trả tiền sau nó hoàn toàn khác nhau đấy. Vậy thì ở đây ấy là theo kiểu luôn trong cái tư thế là xem cho biết để xem như thế nào đấy, và nghi ngờ cái người này có một cái năng lượng của sự đa nghi vô cùng lớn. Cho nên là cái sự việc sau đấy thì nó diễn ra là ví dụ bạn gặp một người để bạn được bạn giải quyết được cái vấn đề đấy chẳng hạn, nhưng bởi vì bạn đa nghi, và thứ hai là bạn nghĩ là bạn bây giờ mình không phải trả tiền xong việc rồi, cần gì mình phải trả nữa, thì cái sự việc mà đáng lẽ bạn được giải phóng nó sẽ lặp lại, nó quay lại, nó quấn lấy bạn giống như là một loại nhân quả rằng anh không trả tiền cho cái thứ mà anh nhận được thì anh cũng sẽ không bao giờ có kết quả đấy. Mình thấy như thế. Cho nên là nếu như họ đang vướng mắc vào một cái chuyện gì, ví dụ như là bệnh này, như là một mối quan hệ gặp rắc rối này, hoặc là một vấn đề nào trong cuộc sống này, hoặc là ví dụ như họ xin việc chẳng hạn đấy, và họ không chịu bỏ tiền ra, họ cứ theo kiểu lợi dụng xin đi xong rồi tôi đã vào làm rồi thì tôi không trả chẳng hạn, vân vân, thì sau đấy thì cái kết quả nó lật lại là họ cứ lằng nhằng trong cái năng lượng đấy. Ví dụ bệnh thì không khỏi, mối quan hệ mà đáng lẽ họ được chữa lành, đúng không, họ được giải phóng để họ có một cuộc đời khác, nó cũng không xong, và công việc thì họ luôn gặp trì trệ đấy. Bạn bạn hiểu như thế. Đây giờ world đây, hiện tại đây, họ vẫn cứ vướng mắc, họ vẫn cứ nhìn về cái nơi đấy, cái nơi mà đáng lẽ họ được giải phóng rồi. Khi gặp quan là họ rất nhiều lần muốn đi, muốn rời khỏi cái năng lượng đấy để tìm một cái năng lượng mới, để sống như một đứa trẻ thơ, để hướng về một cái nơi khác. Nhưng bạn thấy này, họ cứ đây, họ cứ như một đứa trẻ đang được cặp ở đây đó. Và khi gặp Pentacle là họ có nhìn, họ có mơ về một pair of one, thì ở đây có liên quan đứa trẻ hay không thì tùy câu chuyện của mỗi người, thì giống như họ có nhìn về cái nơi đó và họ cứ lằng nhằng trong một cái năng lượng họ không thể nào thoát đi được. Nên bạn có hiểu này, giống như bao nhiêu lần họ chiến đấu theo kiểu là con ngựa này là chính là cái rắc rối của họ, họ chiến đấu với nó, thậm chí người này mình thấy mật mã trong đêm thiền định rồi nghe pháp rồi đủ kiểu, nhưng cuối cùng thì cái năng lượng của sự mệt mỏi, những cái gì mà nó qua cuốn lấy họ từ ngày đến giờ thì nó vẫn cứ tồn tại ở đây. Thì đó là một dạng nhân quả các bạn nhé. Đấy, ở đây mình còn thấy có cả những người mà đối tượng mà theo kiểu là quất ngựa truy phong, ví dụ gặp người ta xong là hứa hẹn đủ thứ á, xong rồi sau khi mà tỉnh ngộ ra theo kiểu như xong việc thì tỉnh ngộ là cảm thấy không phù hợp rồi tìm mọi cách để thoát theo kiểu quất ngựa truy phong ấy, nhưng mà xong rồi thì không sao quên được người đấy. Nghĩa là bạn có hiểu ý mình nói không? Có nghĩa là ban đầu cái mục đích là chỉ đến để mà theo kiểu lừa dối lừa thôi chứ không có chân thật, và cứ nghĩ rằng là xong rồi cũng chả liên quan gì, đúng không? Mình quất ngựa truy phong cô ta, ví dụ như hai người mà có sự quan hệ tình dục chẳng hạn, thì nghĩ rằng là cô ta dễ dãi thì cô ta chừa, đúng không? Mình chả làm gì sai. Nhưng sau đấy thì có một cái là tự nhiên anh ta không sao dứt ra được khỏi năng lượng cô này, nó là một loại nhân quả gậy ông đập lưng ông, nhưng cô này cũng phát hiện ra rằng anh ta là một kẻ giả dối, một kẻ chẳng ra gì, và cô ta không chấp nhận nữa, và cuối cùng nó rơi vào cái trạng thái là làm cho anh ta đau khổ, và từ đấy anh ta cảm thấy anh ta không bao giờ gặp được một người con gái tử tế hơn để lấy làm vợ. Có nghĩa là từ cái nhân quả này nó tạo thành cái nhân mà anh ta gieo ra, nó tạo thành một cái quả xấu làm cho anh ta không bao giờ có được một cái mối nhân duyên tốt đẹp nữa nhá. Thì đó là thứ hai năng lượng tụ bài số 2. Tụ bài số 3 là bây giờ họ nghĩ thế nào về bạn. Có nghĩa là cái đối tượng mà liên quan đến bạn, ví dụ như là họ quất ngựa truy phong này, họ mua hàng hoặc là họ chữa bệnh hoặc là gì đó, họ không trả tiền này đấy, hoặc là họ nhờ bạn một vấn đề gì đấy xong thì họ phủi này, thì họ nghĩ thế nào về bạn?
Mình thấy nếu mà thật tâm họ nghĩ về bạn thì họ thấy bạn là một người rất là nhiệt tình, năng lượng của đời Chariot, một cô gái đang đang điều khiển một chuyến xe và cô ấy luôn cố sức mang lại cái chín ly cho mọi người. Đây có nghĩa là và chỗ nào mà hỏng hóc thì cô ấy hết sức bá víu ấy để cho trở thành 10 10 ly thì thôi. Có nghĩa là họ biết bạn là người rất là nhiệt tình, bạn là một bác sĩ thì bạn rất là tận tâm, bạn là một người tư vấn chữa lành hướng dẫn gì đó thì bạn đều là một người mà làm việc hết với tất cả tâm sức của mình. Nhưng cái người này trong tâm của họ sẵn một cái mối nghi ngờ, cho nên họ biết là bạn làm tâm của bạn là như thế đấy, nhưng cái sự việc đấy chưa chắc đã đúng đấy. Năng lượng của hai gậy là chưa chắc đã đúng. Thứ ba là đây là một người vô cùng chặt chẽ trong mặt tiền bạc. Mình năng lượng xử nữ ở đây, xử nữ là những người mà họ có nhiều tiền bao nhiêu thì cái việc sử dụng tiền của họ vô cùng chặt chẽ đấy. Có nghĩa là họ nghĩ rằng là xong rồi, theo kiểu bạn cứ tưởng tượng đây này, nếu mà họ bỏ tiền ra từ đầu họ mua hàng ấy thì đôi khi nó đỡ, nhưng mà xong rồi kết quả của họ có rồi thì tự nhiên họ bỏ tiền họ tiếc, và năng lượng của 7 xu là tiền họ tiếc và họ băn khoăn là không biết là có nên trả cái số tiền đấy hay không chẳng hạn, ví dụ như thế. Hoặc là nếu như trong trường hợp là kiểu quất ngựa truy phong ấy, nghĩa là mặc dù biết là cô ấy tốt như thế đấy nhưng mà lại suy nghĩ rằng là chắc là hai người cũng phải có một cái khó khăn vướng mắc nào đấy, bởi vì có 6 kiếm đây đấy, cho nên họ cần phải suy nghĩ. Sau đó thì họ nghĩ rằng là ồ cô ta tốt thật, nhưng mà trên con đường phía trước còn có người tốt hơn đấy, theo kiểu như thế. Và nếu như bạn trong lúc mà bạn yêu họ thì bạn luôn tôn thờ họ, bạn luôn cho họ là một cái gì đó rất là tuyệt vời, thì vô tình cái cách mà cách suy nghĩ của bạn sẽ cho người ta nghĩ rằng là mình tử tế như thế, mình tốt như thế, cô ta yêu được mình, cô ta thích được mình, thì sẽ còn có người khác cũng đối với mình như thế. Và rõ ràng là giữa bạn và cái người này phải có một khó khăn nào đấy khiến cho họ nghĩ rằng là thôi khó khăn như vậy thì dừng lại tìm một mối tốt hơn. Nhưng họ không thể hiểu được rằng cái này nó vô tình tạo thành một cái nhân quả xấu, và họ không bao giờ gặp được một người tử tế nữa, và họ lang thang đi tìm một cái mối nhân duyên tốt đẹp nhưng ở đâu họ cũng thấy dở dang nhé. Mình thấy có năng lượng như vậy đó. Rồi bây giờ mình xem là cái cuộc sống tiếp theo của họ sẽ như thế nào. Đó có nghĩa là sau cái sự việc này rồi thì cuộc sống tiếp theo của họ ra sao. Họ đấy, mình thấy ở đây mình thấy có hiện lên năng lượng của một cái người mà liên quan đến 10 xu. Thì cái 10 xu ở đây có thể liên quan đến một gia đình, và giống như mình nói ngay từ đầu ấy, giống như là họ thích một người mà có thể người đấy đã lấy chồng rồi hoặc có chồng rồi ở đây, hoặc là có vợ lấy vợ rồi, và họ thoát, họ giống như là tâm tưởng của họ thì nghĩ rằng là mình cần phải thoát ra, mình cần phải phải rời đi khỏi cái năng lượng này để mình tìm một cái tình yêu mới cho mình, phù hợp với mình trong năng lượng của 10 ly. Nhưng mà nó là cái nhân quả giống như mình vừa phân tích ấy, họ họ đi mua hàng nhưng họ không chịu trả tiền hàng, họ chữa bệnh nhưng không chịu trả tiền tiền chữa bệnh, họ nhờ giải quyết một cái gì đó nhưng họ không chịu trả cái số tiền đấy, hoặc chỉ đơn giản là họ đến với người ta, họ hứa hẹn, họ yêu thương với người ta nhưng họ nuốt lời, họ quất ngựa truy phong. Vậy thì cái mục đích của họ là họ muốn thoát khỏi một cái gì đó thuộc về quá khứ để họ tìm thấy một cái tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cái nhân quả đó đến là họ không sao họ thoát ra được. Có nghĩa là cái vấn đề họ cần giải quyết, ví dụ như bệnh thì không khỏi, mua hàng như hàng đấy không sử dụng được đó, quất ngựa truy phong để tìm thấy một cái đối tượng tốt hơn nhưng mà đi không nổi, cứ dính mắc ở đấy. Và họ dành rất nhiều thời gian, giống như là mình cũng cảm giác trong thời gian tới đêm họ mất ngủ rất là nhiều đó, và trong lòng cứ tự hỏi một điều là tại sao, nghĩa là họ vẫn không nhận ra vấn đề, tại sao mà mình lại cứ gặp chuyện này, tại sao mà mình cũng là người tử tế tốt đẹp các thứ ấy mà tại sao mình lại không thể gặp được một cái người tử tế, tại sao cái số phận của mình nó lận đận như thế. Cho nên là dù đây là người chữa bệnh, người mua hàng, người đi tìm tình duyên hay bất kể một người nào, thì chừng nào họ chưa tìm được câu trả lời rằng tất cả những vấn đề của họ nó đều đến từ cái nghiệp họ tạo ra, đây chính là sự dối lừa, sự thiếu chân thành, thì họ vẫn còn chịu cái nghiệp này nhá. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình đã nói đến ở đây. Có thể đó là mình sẽ đặt cái câu hỏi, đó là nhân quả của họ nhá. Đấy, mình ngắn gọn như thế. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hoặc là một cái nhà thầy nào đấy mà mình cảm thấy phù hợp. Cảm ơn các bạn. Như các bạn thấy Huyền Thư, đặc biệt của Huyền Thư hay, thì các bạn để lại comment cho mình, chia sẻ câu chuyện của các bạn để cộng hưởng và liên kết nhé. Chúng ta cần có sự cộng hưởng, liên kết năng lượng thì mình mới bắt được năng lượng của các bạn mà tại dưới kênh này, bởi vì đây là ngôi nhà chung của Huyền Thư. Rồi các bạn giúp mình phát triển kênh và đăng ký kênh nhé. Nếu ai có nhu cầu trả bài riêng, số Zalo mình để ở phần bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.